Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái mẫu MPV 7 chỗ ngồi Kia Rondo quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và thưa với quý vị và các bạn, Kia Rondo chắc là nhiều người không biết đến chiếc xe này ạ. Tiền thân của Kia Rondo nó là chiếc xe Kia Carrera đấy quý bạn ạ. Bắt đầu từ năm 2015 thì chiếc xe Kia Carrera đã được đổi tên thành Kia Rondo. Và nó cũng giống như những phiên bản trước của Kia Carrera, đó chính là nó có phiên bản Kia Rondo máy xăng, phiên bản Kia Rondo máy dầu. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được, đó chính là chiếc xe Kia Rondo máy dầu, động cơ 1.7 CRDI, động cơ diesel đi kèm hộp số tự động quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được gần 10 vạn km rồi quý vị và bạn nhé. Ở phiên bản này thì quý vị và các bạn thấy được Kia cũng đã trang bị rất là nhiều option, từ đèn pha bi xenon đông này, đèn led ban ngày này, rồi gạt mưa tự động, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, rồi đầu DVD, camera lùi, màn hình cảm biến lùi, rồi ghế da quý vị bạn nhé, điều hòa tự động hai vùng độc lập, rửa kính auto để gạt mưa auto quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 486 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Rondo máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Rondo máy dầu 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Rondo 2016 này nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé quý vị và các bạn ạ. Sau 5 năm sử dụng thì chiếc xe còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được gần 10 vạn km thôi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe được đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị các bạn nhé. Nhìn về bên ngoài thì chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, không có bị xước sát, không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì nhìn về phần đầu đấy quý vị bạn ạ, còn nguyên bản và còn rất là mới nhé. Tôi quay từ xa, tôi quay lại gần cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và nhìn cái cụm đèn còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chiếc xe đã được trang bị là đèn pha bi xenon, bên dưới là đèn led, đèn gầm đầy đủ cả rồi, đèn led ban ngày đầy đủ hết cả quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn pha còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm quý vị các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm và cái lưới tản nhiệt cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, những cái lưới tản nhiệt này. Và chủ xe cũng đã thay lốp rồi quý vị bạn nhé. Bây giờ là cả một dàn lốp Michelin mà chủ xe mới thay quý vị bạn ạ. Đấy, cái đét lốp mà chủ xe mới thay là từ năm 2020 đây quý vị bạn ạ. Đấy, cả một dàn Michelin đều mới thay quý vị bạn ạ. Là dàn đúc mặt phay rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì cả. Dàn lốp Michelin mới thay còn rất là đẹp. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đây là cái cụm đèn sau, đèn hậu đấy quý vị bạn nhé. Cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Đấy. Nhìn từ phía sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, đằng sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đấy. Từ những cái cụm đèn hậu còn rất đẹp cho đến
chiếc xe đã được trang bị đầy đủ từ camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi quý bạn nhé. Đặc biệt ở chiếc xe Kia Rondo này là phiên bản máy dầu, phiên bản 1.7 máy dầu, động cơ diesel, động cơ CRDI đây quý vị bạn ạ. Cái phiên bản máy dầu này nó có rất ít quý vị bạn ạ. Đa số ở thị trường Việt Nam mình là máy xăng, nhưng mà máy dầu thì có nhưng mà rất ít. Đấy, cả một cái bộ, cả một cái dàn lốp Michelin còn rất là đẹp, rất là mới. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua những chiếc xe như thế này về thì chỉ có việc đổ dầu vào mà chạy thôi, không có phải làm bất cứ một cái gì nữa cả. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn tổng thể về bên ngoài quý vị các bạn thấy đấy ạ. Và gương cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương, và gương chiếu hậu này là gập điện quý vị bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Chủ xe cũng đã lắp thêm vè che mưa kính nữa ạ. Đấy, hôm nay thời tiết là nó mưa bay mưa phùn cho nên là nhìn nó không được sáng lắm, video quay nó không được sáng. Những chiếc xe đẹp như thế này phải để dưới ánh sáng, ánh nắng ấy thì là nhìn nó rõ hơn quý vị bạn ạ. Còn hôm nay trời nó mù cho nên nhìn nó hơi khó một chút. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì tôi mời quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng quý vị và các bạn nhé, thì là chúng ta nhìn nó mới rõ hơn ạ. Còn lại là nhìn qua video nó cũng không được sắc nét, không được đẹp lắm đâu ạ. Nhìn ở video là không đẹp bằng xem thực tế đâu quý vị và bạn nhé, tại vì video này tôi cũng quay bằng cái điện thoại thôi ạ. Điện thoại của tôi thì cũng dùng cái điện thoại cũ đời sâu rồi cho nên là nó không được sắc nét lắm ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Nhìn về cái phần bên ngoài rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về những cái phần nội thất bên trong của chiếc xe quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp này. Đầu tiên là tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái nữa ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Đấy, cánh cửa bên lái này, từ táp bi cửa này, đây là keo chỉ quý vị bạn nhé, keo chỉ còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản này, không bị tai nạn, không bị ngập nước gì cả. Đấy, rất là đẹp này, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mới mua về nhưng mà chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì đâu, chỉ có rửa ráy qua cái phần bên ngoài đi thôi ạ, và hút bụi qua một chút thôi chứ cũng chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị bạn nhá. Đây, nếu như mà dọn dẹp đi thì nó không còn bụi như này, đây là bụi bẩn đây. Đấy, quý vị các bạn thấy nhá. Nếu như tôi chỉ cần lau qua thì cái nó đã sáng hơn rất là nhiều. Đấy, tôi sẽ để nguyên ạ. Đây là những cái lớp bụi ở xe để lại này, tôi chỉ có rửa thôi nhá. Rửa bên ngoài là chính thôi, bên trong chưa có làm gì cả. Máy móc tôi cũng để nguyên, không có dọn dẹp gì cả. Đấy, ốc bản lề, cánh cửa phía sau. Thực ra là tôi mua chiếc xe này cũng được lâu lâu rồi, nhưng mà cứ vừa để vừa đi vừa bán, tại vì đợt này mua xe nó cũng khó, không có xe đi, cho nên là cứ vừa đi vừa bán. Đấy, chiếc vô lăng cần số còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Nội thất đã được trang bị là nội thất da rồi. Đấy, từ những cái ghế da này cho đến những cái vô lăng bọc da này, trần nỉ rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mở cái táp bi cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Táp bi cửa phía sau đây ạ. Keo chỉ này, đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ, cái xe này là keo chỉ của nó có quanh cánh cửa luôn ạ. Có những xe phần trên không có keo nhưng chiếc xe này có luôn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề, cánh cửa còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn xem về cái khoang nội thất đây. Chiếc xe này 7 chỗ ngồi nhưng mà chủ yếu là sử dụng hai hàng ghế thôi, hàng ghế sau thì không mấy ai dùng đến cho nên lúc nào cũng gấp gọn lại cho nó đẹp. Để đồ là chính thôi ạ. Đấy, ghế rất là mới. Đấy, rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Ghế da này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là về cái phần nội thất, đồng hồ công tơ mét tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Xe này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, đây là cái cửa gió điều hòa này. Bây giờ thì tôi sẽ bước lên xe mở cho quý vị bạn xem. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD, đây là cái đầu DVD rồi quý vị bạn nhé. Đấy, tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị các bạn cùng xem nào. Đấy, máy dầu tôi nổ lên rồi quý vị bạn nhé. Đấy, camera hành trình đây quý vị bạn ạ. Đấy, đây là camera hành trình này. Và có cả đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Rondo 2016 này là một cái đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi. Tôi cho nhỏ âm thanh đi nhé. Và điều hòa tự động hai vùng độc lập đây quý vị các bạn ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Vô lăng bọc da này.
tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng, cruise control này, kiểm soát hành trình ga tự động đấy quý bạn nhé. À, điện thoại sang số thể thao trên vô lăng. À, đây là sang số thể thao trên vô lăng đấy quý bạn nhé. À, rất là nhiều option sang số thể thao trên vô lăng này, và có rất nhiều chế độ ở trên cái vô lăng này. Quý bạn nhìn thấy vô lăng này đã thấy được chưa, rất là nhiều option ở trên cái vô lăng này. Gương chiếu hậu gập điện này tích hợp ở trên cái, đây là cái công tắc điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Nội thất rất là mới. À, đây là về cái phần trần này, rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Nội thất màu kem, cho nên là những chiếc xe này phải giữ gìn thì nó mới được sạch đẹp như thế này đấy ạ. À, rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, cốp sau cũng được bấm điện, nhưng mà tôi sẽ bấm trực tiếp bằng công tắc điện ở trên đây ạ. Đấy, đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cốp sau này. Đấy, keo chỉ cốp sau, ốc cốp sau và keo chỉ cốp sau còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là những cái cốp sau này là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy quý vị bạn ạ. Đấy, cái phần đằng sau này rất là đẹp. Phần lớn những chiếc xe mà 7 chỗ ngồi như những chiếc xe này chẳng hạn thì hàng ghế sau này thì đa số là không hay ngồi đến. Đây, còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Tôi sẽ mở lên cho quý vị bạn xem về cái hàng ghế sau đây ạ. Đó, hàng ghế sau này còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Vì là ít khi mới dùng đến 7 chỗ. Đó, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Có cả lắp thêm cả cái tấm da này để đồ. Đấy, kích đồ nghề các thứ ở hết đằng sau này quý bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, một chiếc xe Kia Rondo 2016. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố nhé. Hôm nay là nó mưa bay cho nên là nhìn nó không rõ lắm quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này đây tôi quay nhưng mà nhìn nó không rõ lắm vì là cái kính này là nó bị lóa không nhìn rõ, nhưng mà tôi đọc được quý vị bạn ạ, chỉ 7,1 lít cho 100 km kết hợp và 9,08 lít cho 100 km trong đô thị. Nếu như chạy ngoài đô thị chỉ 6,04 lít thôi ạ, chỉ 6,04 lít cho 100 km trung bình thôi quý vị bạn nhé. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu vì chiếc xe này là động cơ diesel, động cơ dầu quý bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ ra cho quý vị các bạn cùng xem. Từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cũng còn hết luôn đây này, keo chỉ nguyên bản và ốc bản lề còn nguyên bản. Đấy, nội thất thì nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì quý vị bạn nhé. Đấy, với những chiếc xe này thì chúng tôi không dọn dẹp gì, để cho nó nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng tương tự như vậy ạ, keo chỉ đây là còn nguyên bản hết này. Về phần đâm đụng hay là va chạm là chúng tôi cam kết rồi quý vị bạn nhé, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Táp lô này, táp bi này, cho đến những cái phần nội thất này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Ghế da rất là đẹp, ốc bản lề hay còn gọi là ốc bản lề cánh cửa sau đây ạ. Đấy, còn nguyên, rất là đẹp quý vị bạn nhé, chưa có tháo ra một chỗ nào cả này. Từ những cái phần trần rất là đẹp luôn. Thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái khối động cơ diesel 1.7 lít CRDI đây quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua về là chúng tôi để nguyên nhé, không có dọn dẹp gì cả. Đấy, để nguyên, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, động cơ là cam kết là nguyên bản, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Động cơ diesel đấy quý vị bạn nhé. Khác với những cái phiên bản khác thì chiếc xe này là động cơ diesel, động cơ CRDI. Cái động cơ này là nó rất ít quý vị bạn nhé. Nó chỉ được trang bị cho những chiếc xe Santa Fe hoặc là Kia Sorento đấy ạ.
Đấy, phiên bản này thì phiên bản CRDI 1.7 thôi. Kia Sorento hoặc Santa Fe nó là 2.2.0 cơ. Đấy, chiếc xe này là 1.7 số tự động quý vị bạn nhé. Và đây là cái phần keo chỉ này, cũng như là cái phần ốc cốp này, đây là cái ốc cabo. Ốc cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, keo chỉ nguyên bản này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Rondo 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn bán trả góp nhé quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi bán với giá là 486 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video trực tiếp ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.